Kính thưa các vị khách quý, thưa tất cả các cô bác, anh chị trong cộng đồng những người Vĩnh Bảo tại Hà Nội, trong cái không khí phấn khởi mà chúng ta đang chuẩn bị chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 29, và đặc biệt có ý nghĩa là chào mừng 70 năm ngày Vĩnh Bảo chúng ta giành chính quyền về tay nhân dân ngày 20 tháng 8. Thì ban liên lạc lâm thời Hội đồng Hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội, chúng ta mong chóng tổ chức buổi gặp mặt và lễ ra mắt Hội đồng Hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội. Trước hết thì cho phép tôi thay mặt cho ban liên lạc lâm thời Hội đồng Hương xin gửi tới tất cả các vị khách quý, tất cả các cô bác, anh chị lời chào mừng nồng nhiệt nhất và lời chúc sức khỏe, chúc cái buổi ra mắt của chúng ta thành công tốt đẹp. Người Vĩnh Bảo hiện có mặt ở khắp nơi trên mọi vùng miền của Tổ quốc. Riêng ở Hà Nội đã có hàng vài vạn người. Dù ở đâu, dù làm gì, chúng tôi cũng luôn tự hào mình là người Vĩnh Bảo, sinh ra, lớn lên, được dưỡng dục, trưởng thành từ vùng đất địa linh sinh nhân kiệt, nơi giang san như họa bút sinh hương, nơi có Trạng Trình, Nguyễn Bình Khiêm, ngôi sao sáng trên nền trời dân tộc làm vẻ vang cho giống nòi như cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã từng đánh giá, nơi có truyền thống lịch sử dựng nước, giữ nước lâu đời và đấu tranh giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh từ rất sớm và đã giành nhiều kỳ tích cho tới ngày nay. Người Vĩnh Bảo trên Hà Nội có gần như đại diện đầy đủ cho các lĩnh vực chuyên môn, ngành nghề ở nhiều vị trí có trách nhiệm khác nhau. Chúng tôi thường động viên nhau hãy đem trí tuệ, mối quan hệ, kinh nghiệm, nghề nghiệp đã tích lũy được để sẵn sàng tham gia, tác động, hiến kế to nhỏ, ít nhiều mỗi khi thấy có vấn đề và khi được lãnh đạo và bà con quê hương tham vấn. Năm đầu tiên, Hội đã phát động sáng tác và cho xuất bản được tập thơ Người Vĩnh Bảo viết và các nhà thơ trên mọi miền đất nước viết về Vĩnh Bảo. Sách dày hơn 400 trang dưới tiêu đề là Hồn Quê Trạng Trình đã tập hợp được hơn 200 bài thơ của 98 tác giả, in 2.000 cuốn, in rất đẹp, được bạn đọc xa gần đón nhận. Và nhạc sĩ Hồng Đăng nổi tiếng cùng với nhạc sĩ Nguyễn Thụy Ca, người mà đang là linh hồn của cái bản đặc biệt ấy, các anh đều nhận định rằng nếu có một địa phương nào có một cái chung ca khúc hay đến như thế, ông ấy nói rằng nếu như những bài hát này mà được hòa âm phối khí tốt hơn thì
Thế nên chúng tôi rất vội và không có tiền nhiều để hòa âm. Và được ca sĩ phù hợp hát thì có lẽ những bài này cũng không kém những bài quê hương đất nước khác. Chúng tôi rất là xúc động, rất là cảm kích cái sự có mặt của rất đông các ông các bà các anh các chị tại cái cuộc gặp mặt vui vẻ hôm nay. Trước hết thay mặt lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo, đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở quê nhà xin được gửi đến các vị quý khách, các ông các bác, anh các chị và toàn thể mọi người có mặt tại hội trường họp mặt ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc mừng tất cả mọi người có mặt trong cái buổi lễ, cái buổi họp mặt đầy ý nghĩa hôm nay. Đại biểu, thưa toàn thể nhân dân. Hôm nay trong không khí thi đua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, 180 năm ngày thành lập huyện. Ban tổ chức lễ kỷ niệm phối hợp với Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật Lung linh Vĩnh Bảo tại Trung tâm Văn hóa Tràng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Thay mặt cho huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân huyện, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các vị quý khách, các vị đại biểu, nam nữ diễn viên, nhạc công của đoàn văn công quân khu 3 và các ca sĩ, nhạc sĩ, khách mời cùng toàn thể nhân dân.